Vâng, em xin chào tất cả các bác nha. Và ngày hôm nay em lại trở lên trên hình trận đấu thì để gặp chú Bác Lử. Thế hôm nay thì em không hẹn chú Bác Lử đâu, vì Bác Lử đang làm nhà đấy, rất là bận cho nên là bác rất là khó. Đấy, thì đang lên đây thì xem lại Bác Lử cách đèn cao rồi nhé. Bác đang làm con dao cỡ bao nhiêu đó? Thế là 37. Con 37 dài thế nhỉ? Dài đấy. Cái con của cháu là vẫn nguyên chi đúng không? À, con của cháu ấy. Con inox á? Vâng. Chưa. Con inox của cháu là vẫn chưa làm được. Chưa. Hôm nay đây, cái con bé của cháu có con không nhỉ? Được đấy. Dạ. Thì coi nha, lúc bác đang rèn thì em muốn lấy lại xem lại những cây dao của bác Lử. Con này là con ấy nhỉ? Cái này thì ông làm vỏ cháu luôn được không? Được, cháu lấy đi bỏ thằng này đi. Đấy, bỏ thằng đấy đi. Cháu này cháu ngồi chờ ông thôi. Mà. Chờ ông mới lấy được thôi. Con này bao nhiêu ông? 30. Con này cũng 30 ạ? Vâng. Con này là 29. Dạ. Con này 29. 29, 30, 29, 30. Con này bao nhiêu ạ? 30. 30 ạ? Ừ. 28, 29, 30. À, các bạn nha, đây là những cây dao của nhà Bác Lử. Cái khác chỗ nhà Bác Vàng một chút, các chất một chút. Thì ông cũng tôi theo kiểu vừa chặt vừa thái nhá, thì nó cũng mỏng mỏng tanh thế này thôi các bạn nhá. Thì em cũng nói trước một lần nữa là các bác là ông dao của ông thì đấy, ông vừa cạo này, ông ăn sắt luôn. Thì vừa sắc vừa giòn nhá các bác nha. Em nói trước như vậy vì là cái dao của Bác Lử là vừa chặt vừa thái, nó sẽ giòn. Thì em không hứa hẹn là video trước là em chặt xuống sâu đâu các bác nhá. Nó rất là em nghĩ lại cũng hơi ngu một chút. Thì có gì là các bác cảm nhá. Thì thật sự ra em nói cho các bác này, ở chỗ Bác Lử bác làm cán chỗ khâu lồng này rất là long lanh các bác nhá. Em hôm nay là em sẽ chờ cho bác để lấy dao này về làm bỏ luôn. Ui ôi, cho tao xem cái con dao treo này với dao của ông. Đấy, đây là dao của ông đây. Đây coi nhá, đây con dao của ông chuyên đi cúng này. Đi cúng cúng đấy, may thì, kia đi cúng rồi. À, may ngày kia đi cúng rồi cũng làm bằng dây dù. Con dao này ba mấy chứ nhỉ? Sắc thế. Con này ông tự mài à hay là ai mài? Tự mài chứ. Tự mài đá. Con dao này đi chém ma quá. Ông. Ừ, chính ma. Chính ma rừng. Cái này là gỗ này rất là gỗ lim vàng hả ông hay cái này? Lim vàng đấy. Cái này lâu rồi, máy năng rồi, 3-4 năng rồi. Vâng. Hôm nay mới mang xuống à? Hôm nay mang lên mày. À, nhà cũng có cái đám mày này. Vâng, đây cho các bác xem tỉ mỉ nhá. Con dao này là thường thường ngày xưa ấy, cháu hồi bé, ông ạ, cháu hồi bé là cái con dao dài này các bác này. Các ông thầy cúng là các ông cho sờ đâu, giờ em lớn rồi ông mới cho sờ đấy. Cả cái con dao này là bao nhiêu? Con dao này 50. Cả cái dao là 50cm nhá, em để tay thế này. 50cm. Đấy. Lưỡi này. Dao là dao thể cứng. Ba
5cm. Lưỡi dao là giữa 50, gọi là 4 50 50 non ấy. Giữa cái chữ 50, 90. Ui bỏng ê. Thế ông làm con đấy như thế này không? Ừ, đúng rồi. Lần này là mông có nhiều họ là cái cúng tháng 9 này đấy. À, cúng phải làm. Hôm nay là có mùa học làng rồi. Còn mai ở kia. Thì sáng chúng thế này. Rồi bác xem, thẳng lắm. Cái này vẫn phải mài lại không? Hả? Mài xong chưa? Mài xong rồi. À, đấy, đã tưởng là mài nữa. Ui, sao lao rồi đấy. Cái này chém sắt với mẻ thôi không ạ? Chính xác là mẻ luôn. Vâng. Chém sắt thì mẻ luôn. Đúng rồi, chính xác là mẻ luôn đấy. Con này đẹp thế. Dùng mấy năm rồi nhỉ? Cái này mấy năm rồi. Cầm cái màu đồng nó ngủ nhé đâu. Con dao thì cũng của ông, người ta là em không dám nghịch nhiều đâu các bác, em cất thôi. Đang là em thấy chùm một kiểu ảnh thế này. Thế này. Nhìn vào ống luôn. Đấy. Như thế này. Cây này để treo này rất là đẹp luôn cho ông nhỉ. Thế ông đi cúng thì ông cầm con dao như thế nào làm gì? Không, cái một gia đình làm ba cái lá dinh. Máy trang hộ là cùng nhau. To mặt này. Đúng mình cũng xong là lấy con dao lọc. Chính phá là chính đỡ luôn đấy. Không cho... Không được để lại. Không để lại. Có nghĩa là lấy cây dinh thành trụm lên xong rồi ông... Ừ đúng rồi, lấy cây dinh là cứ vua chà vò. Cứ dày mặt này. Cứ treo lấy một cái cây... Thế lúc nào ông cũng như thế cho tao xem rồi. Ngày mai kia. Ngày kia à? Ừ. Ôi, ngày kia. Đúng rồi, đi kia sáng sớm. Đi bằng công. Đi. Đi coi đây. Mấy giờ không? Hả? Sáng, ngày mai là thứ hai, ngày kia là thứ ba. Ừ, thứ ba. Thứ ba, sáng thứ ba. Thứ ba, sáng thứ ba đi ăn bữa cùng ông đi. Máy luôn mà. Vâng, được một, rồi. Một con bò ấy. Uầy, một con bò cơ à? Ừ, một con bò, một con lợn. À. Mấy trang hụt trông nhau. Vâng. Cúng. Vâng. Được, không ạ? Thế thì cháu sẽ hứa hẹn, cháu sẽ lên. Vâng nhá, sẽ nhá. Đấy, để khoe các bạn xem này. Đây là loại khác đấy các bạn nhá. Đây là cái chuyên để dành cho người dân đi lao động bình thường các bạn nhá. Đây, cây này. Nó thật sự là các bác là con dao ấy thì nó cũng là đỏ đen nhá, chứ không phải là chắc chắn. Nhưng mà trước khi gửi cho các bác thì em sẽ phải test lại, phải thử các một số bước à nó thử một số bước thì nó đơn được rồi thì đấy thì em gửi cho các bác thì nó sẽ yên tâm hơn. Kia là họ vào làm cống này, làm hết cho nhà kia. Vâng. 29 tháng 9. Vâng. 29 tháng 8, 29 tháng 7. Hôm nay có một là 27 rồi. À. Hôm nay cháu định là nếu mà lên đây không gặp ông thì cháu sẽ lên trên nhà ông. Đi tìm nhà ông. Các bác nhá, đây là cây 28 thì tí nữa ông sẽ làm cái chắn lưỡi ở đây các bác nhá. Làm cái chắn lưỡi mà cái nhôm máy bay. Các ông trên này gọi là sắt máy bay ấy thì làm cái nhôm máy bay. Thì vật ở chỗ này. Ở chỗ cái chắn này. 28 này. Thì cháu lấy bỏ làm luôn. Vậy thì ông làm bỏ cho cháu. Ừ. Bỏ đỏ à? Vâng, bỏ đỏ ông ạ. Con nào trước? Vâng, ông cứ làm cho con chó cây 28 chứ đi. Con này. Đã.
con bé bé à? Con này con bé nhỉ? Con này con to à? To. Con này con to. Con này là bao nhiêu đây? Con này 31. Con này 31 bạ. Thì ông cứ cháu đợi ông làm hai con luôn. Ừ. Đợi này là được. Bây giờ là 3 giờ chiều, chắc phải đến 5 giờ chiều. Thế ông về có còn tiệc rượu nào nữa không? Hả? Tự về tối không kịp uống rượu này. Kịp uống rượu. Dạ, làm sáng nào. Vâng. Thật sự là các bạn ngày hôm nay lên lại gặp được chỗ nhà bác Lửa trên này thì cũng thấy là một niềm vui. Các bạn thì là em lên đây rất là nhiều rồi. Toàn gặp một số bác vàng các thứ thôi, ít gặp chỗ bác Lửa lắm. Được chưa ông nhỉ? Bảo giao con nào thì vào vỏ đấy mới được đúng không? Được. Đợi bọn này cá thấy thế thì ông lấy cái miếng này làm con to. Làm con to trước được không? Cho lên một con to, một con bé. Vừa. Đây vừa. Thì cháu chỉ sợ rằng là ông không kịp làm thôi. Chứ còn trong các công đoạn làm dao thì chắc là cái lưỡi này làm lâu nhất ông nhỉ? Đúng rồi. Cái lưỡi cho đến cái cán đúng không? Cán. Cán lâu hơn. Cán thì lấy vỏ. Hôm nọ cháu về nó chặt xương trâu mẻ hết đúng không ạ? Mẻ à? Vâng. Chặt xương trâu mổ mẻ, nói chung là mẻ một con hai con. À. Vâng. Cái này không làm bằng máy được không? Hả? Cái vỏ này không làm máy được không? Có chứ. Làm máy cũng được. Cháu tưởng là cho vào máy tuốt ra một cái thành hai cái vỏ luôn, thế là cho. Thế cũng được. Nhìn như kiểu mình đi cắt tóc ấy, tăng đơ gọt đi. Có đấy, chắc chắn là có đấy. Chưa tỉnh thấy. Ngày xưa thì thường thường là các ông hay làm loại cây nào nhất hả ông? Cây này thôi. Vâng ạ, cây. Cây này đâu có là cái gì làm. Cây gì cũng được thì ông hay là... Cây gì cũng được, nhưng mà cây này vẫn đẹp hơn. Vâng. Thế còn cái cây mềm mềm thì như nào không? Cây mềm mềm vẫn được. Đây còn một miếng sắt máy bay nữa là em lại khoe các bác đây. Đây cái miếng này là không biết là cái phần phụ kiện gì của chiếc máy bay các bác ạ. Thì cái máy bay không biết là có sắt không thì em không biết, thì nó toàn bằng nhôm thôi. Họ, mọi người nghe bảo đánh bằng sắt máy bay thì em không biết là cái sắt máy bay nó ở phần động cơ hay là cái gì ấy, em không rõ lắm. Sắt máy bay thì chắc nó nhẹ rồi, nhôm vậy, nhôm nhẹ lắm các bạn này. Nhẹ. Máy bay. Phụ cho. Nhưng mà đi làm một lần là ý nhất là phải hết 6 triệu. Tiền xăng này, ăn uống này. Ê. Vâng. Đấy mình làm 3 cái trắng là 4 ngày. Đấy đủ đi bó ra trở về là ngày nữa. Đấy là 5 ngày. Vâng. 5 ngày. Ừ. Ngày 5 ngày, 6 ngày. Ừ. Vất vả. Vất vả chứ. Đúng rồi, thì nắng là những giọt thì nhớ dù. Khổ quá. Cái này ông cái than này là ông đốt nó thành ấy luôn không? Ừ. Có nghĩa là mình dậy thành cục như này luôn á, đốt thành như kiểu là nhóm bếp ấy à? Hay là xong rồi úp đất hay như nào? Úp đất đấy. Đo một cái hú. Đo cái hú to. Vâng. Ừ. Đú cho cái hú đú nó là cháy hết cái hú rồi, còn cái than là lấy cây chúa nó vào. Để lấy cây chúa và lấy đỡ đủ vào một tuần nó đi bóc à. Ừ, thế à, cháu tưởng là cứ đốt như kiểu đốt than ấy xong rồi lấy. Ồ, đốt như đốt than là vẫn được nhưng mà không được nhiều à.
Nhưng mà tại sao là cái than cây này là nó nhiệt độ nó cao hay là như nào không? Cái cây này cứng. À, cây này nó cứng. Cây này cứng. Đủ câu là cây này cứng. Cây này là cứng khỏe lắm. Vâng. Người ta lấy bảo là thì ngày xưa là cái chú nào là có cái xính nhầu là người ta lấy thành củ đú là ba năng là cái chậu to là thủng luôn. Đấy. Đú củ linh tinh là 10 năng, 20 năng không thủng. Và đú cái... cái này là cái nhiệt độ nó sẽ cao hơn. To. Vâng. Thằng mông bên chạy lấy một cái hồng to mang rau đầy mang bán sang đây mình bảo là rau này nếu ai mua luôn bán gì đó mà. Các bạn nha, sau hơn 30 phút chờ đợi. Hơn 30 phút chờ đợi thì ông mới làm đến cái phần thô thô này các bác nhé. Thì cây này cây lim vàng, nói chung là nó rất là đỏ. Nhìn rất là đẹp nhé, ông mài rất là đẹp. Sau 30 phút được một ngày nhé các bác nhé. Lại tiếp tục chờ 30 phút nữa để vào dây. Có bác nào muốn học làm dây của ông không thì lên trên em nhé, xem ông làm dây. Ông vào dây rất là tỉ mỉ, cẩn thận. Rất chắc luôn. Có kiểu khóa riêng đấy ông nhỉ? Khóa riêng chứ. Thế ông ơi, cái buộc cái dây này có buộc 6-7 cái không được à ông? Được đó mà, buộc mấy cái được đó mà. Cái gỗ lim vang này lên rất là đẹp. Đẹp chứ, cái này cả gỗ gì không tiền như gỗ lim vang. Vâng. Cái này là nhẹ này, không hay vỡ này. Đấy. Càng dùng lâu càng điên. Điên điệt. Vâng. Pơ mu không điệt đâu, pơ mu mà. Pơ mu thì có cái dầu là... vào là do là cứ nhìn cái rau là cứ xấu xấu. Con này to thế. Con này to. Bây giờ cầm nhầm mà vẫn bỏng anh ơi. Ăn sát là được không? Ăn sát luôn rồi. Quên cầm vào là thế. Lấy cái gì cha xoay nó cho nó chắc. Vâng. Tí ông cho. Ông ơi, nếu mà mình được bỏ cái đầu lưỡi vào như thế này, mình nó có ảnh hưởng đến cái lưỡi dao không? Cái này á? Vâng. Không. Không đâu gì. Không, không. Cháu thấy mọi người bảo là nó mềm con dao đi. Ôi chú. Tay sờ được là không mềm đâu. À. Là... mình mày cũng thế. Đúng rồi, cái tay không sợ được là hỏng thật đấy. À đấy. Ừ. Thế cháu sợ ông để lâu như thế nó hỏng đấy không? Không sao đâu nhỉ. Xem ông vào cán dao cho các bác. Đây ông đang làm là ông lại đi sửa dao ngay. Như kiểu mùi thịt rồi sao ông nhỉ? Như thơm thơm ra rồi. Đấy, cái vảy này là như kín kín đấy, đu chảy ra đu muộn là cứng ra mới chắc. Xem ông ơi. Các bác nha, cuối cùng cũng ông đã làm xong.
thành phẩm chiếc dao như thế này. Đấy, thấy ông thì sao đấy không? Con nó đeo đeo kiếng nó về cổng nó xem. Xem nó lúng thật kìa. Thêm đúng ông thôi mà. Đấy. Đấy thì cái này là ông tính ông sẽ thêm cái chấm nữa là ok các bác nhá. Ừ. Cây này là 30. Ông nhỉ, cây này 30 nhỉ. Sắt thì vẽ phong thủy á thế. Đó. Cái này vẽ làm cái do trí nhiệm không đấy. À đấy ạ, à, tôi tưởng là ông vẽ phong thủy. Ông bận quá nên là ông không làm cho cái chắn lưỡi này mà các bác này. Ông bảo là cái da này nó khít lắm rồi. Ờ, khít lắm rồi, thôi, đừng sâu. Khít lắm rồi nên là bảo để lần sau thôi. Nên là thì không muốn làm cho cái nữa. Đấy, cái bé này nha các bác nhá. Cái bé thì làm cho cái chắn lưỡi rồi. Cái to này bác lại không làm cho. Ê, không muốn khóc ra rồi đấy. Đấy dao bác lửa các bác nha. Nói chung là dao của các bác phải rất là đẹp, không có vấn đề gì cả. Củ cây linh thang nữa. Thế thì mình vẫn cứ chờ thôi, đợi bác kia làm xong con dao kia mình bảo đấy là bác làm cho cái chắn lưỡi nữa. Chẳng nhé, đi bảo ông vàng làm cho giờ. Ông về bận muốn về rồi. Kiểu là chiều tối nay có cuộc hẹn nào không? Hả? Tối nay có cuộc hẹn nào không? Không có rồi đi. Có tưởng là ông lại vội về xem nhà. Có lấy. Đấy. Không có ai ở nhà. Cho lượng ăn này. Cho bà ăn này. Thế bà đó. Bà không nha. À. Bà đi kinh bản. Vâng. Thôi thế phải chưa quá. Có lẽ là... Thế bà đi kinh bản lên với cho cháu phí cùng ông chứ bà. À. Vâng. À, có lẽ các bác ạ, thì em... Giờ này cũng thấy là hai cây của mình chú Bắc Lử với lại chú Bắc... Bác vàng không có gì nhá. Thì chỗ đấy là chỗ bác lửa thôi. Một cây dao có chắn lưỡi thì cây này chắc tí nữa là em sẽ sang nhây một số bác thợ quanh đây. Thì ông đang làm con dao này cho một bác khách cũng đến đây sửa dao. Vì ông bảo là bác ấy sửa dao vì người ta ở xa đến để làm cái lưỡi dao khác nhựa thông, cho nên là phải đường trước. Em cũng ở xa nhưng mà em hay đến nhiều nên là ông quen mặt. Đấy. Ông không làm cho thì hiện tại là ông chỉ làm cho khách chưa thôi. Vì là thỉnh thoảng ông mới xuống. Chắc có lẽ là em cũng xin phép là khép lại video của em ở đây. Cảm ơn các bác đã quan tâm tới những video của em. Và thật sự các bác là những cây dao của các bác vàng, bác lử thì không hứa hẹn là 100% nó có thể chặt được nhiều thứ các bác nhé. Có thì nó cũng gọi là xem dùng được, không vấn đề gì. Xin chào tất cả các bác.